À, vâng, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Thắng Vlog của em. Thì hôm nay em cũng nói về câu chuyện của bà Loan Phú Thọ. Sau đây mời tất cả cô chú, anh chị và các bạn cùng em và nghe một vị khán giả chia sẻ về câu chuyện của bà Loan. Mời tất cả cô chú, anh chị và các bạn ạ. Cháu cho cô cũng gọi là gửi lời qua ống kính của các cháu lên video để cho cộng đồng mạng người ta biết mẹ con nhà Lan lịch Lan đột biến giờ quá tồi. Cô nói chuyện với bà Lan như thế này, bà Lan thì năm nay là 69 tuổi rồi, cũng không còn ít ỏi tuổi gì nữa đâu. Thế mà con gái thì năm nay cũng gần 50 rồi. Thì cô thì qua ống kính cho cô nói với câu như thế này này, bà Lan ấy và ông Quyền ấy là một người lớn, bây giờ không còn đạo đức làm người nữa rồi. Trông cái mặt bà ấy lên tivi như thế là các cô không thể chấp nhận được mẹ con nhà bà ấy lên lên mạng của các cháu nữa rồi. Trông nó sát nhân sát tình không chịu được. Thế còn này, cô thì cô nói với các cháu là bà Loan như thế, bà Lan như thế này này, tiền thì để làm gì, chết có mang đi được đâu, sống mất hết tình thông gia nhé. Tình thông gia người ta ngồi với nhau như là lúc người ta các cụ người xưa người ta nói là thông gia thông giáo nấu cháo với nhau. Thế bây giờ là bà ấy cầm giáo Loan đấy, bà cướp cướp hết đất của bà Loan, bà ấy dòng chúng cho con gái bà ấy, như thế là không được đâu. Trông bà Loan khổ khổ thân bà quá cơ. Thì thôi thì cô cũng qua cộng đồng mạng như thế này nói cho bà Loa bà Lan bà ấy biết sống làm sao cho đạo đức làm người, chứ đừng để người người đời người ta trông thấy bà ấy, người ta không nhìn thấy mặt thật trần với nhau, nhưng mà ta trông thấy mặt ở trên tivi trên mạng người ta cũng không không có cái cảm ứng gì với bà nữa rồi, vì nó sống nó quá quỷ quyệt. Thế cô thì cô không cũng ở nông thôn thôi, nhưng mà cô cũng không biết xếp đặt bà vào những cái từ gì được nữa. Thế mà cô trông không không thể chấp nhận bà ấy được nữa, mà con dư gái bà hay lại càng cái đứa sống lại càng mất đức đạo, không còn có một tí tình hiếu nghĩa gì với mẹ với mẹ chồng cả, mà với mẹ chồng bằng cách như thế là rất là nham hiểm, cắt điện của mẹ rồi cắt điện quạt của mẹ làm đủ các thứ như thế. Thì các cô nha nghe chứ, bà Loan bà ấy kể chuyện như thế thì không thể chấp nhận được cái đứa con dâu ấy. Cái đứa con dâu ấy này bây giờ không không khác gì các cô không thể chịu được cái mặt của nó nữa rồi, trông nó bức xúc không chịu được. Nhưng nó gần như là các cô ấy thì các cô cũng chát hộ bà Loan. Thế nhưng mà có cái là nó ở xa quá, mãi cuối nước rồi thì làm sao mà các cô giúp bà Loan được. Thì thôi chỉ giúp cái câu nói này mà có lên đến mạng bà mẹ con bà Lan có nghe tiếng này thì cũng từ từ mà rút lui đi thôi, mà trả lại đất bà Loan, chứ đừng để cho bà như thế cướp trắng trợn như thế không được đâu. Từ một người cháu nội mà cháu nội sau này nó cũng ngu thế, cái thằng Quyết bây giờ chắc là nó cái thằng dở hơi ấy, sao mà con nịch nó làm ra như thế. Bây giờ nó không đứng ra cho mẹ nó được một tí nào để cho nó bênh mẹ nó được một tí đấy, cho mẹ nó lấy tí quyền lợi để cho nó bà vào cái nhà bà về cái tí đất của bà làm cái nhà lên bà ấy ở, thì sau quãng đời còn lại của bà ấy. Thế coi như thế là các cô xem nghe trên những cái câu bà Loan bà nói như thế là các cô không thể chịu được nữa rồi, thương bà quá. Nếu như vào đặt hoàn cảnh ai như vào mà vào hoàn cảnh bà Loan như thế thì không thể nào mà chịu được nữa. Thì thôi thì cộng đồng mạng thì tôi thì cô thì cũng nói qua cái ống kính của các cháu như thế là quyết công bằng cho bà Loan, chứ bà ấy là người có công mới cách mạng giữ lấy nước để cho mình mới có thời nay đấy. Thế nhưng mà bây giờ các ông mà không nghĩ đến cái công của bà ấy để cho bà ấy gánh đất gánh cát làm được cái cửa cái nhà tí đất mới đầy được cái ao như thế, đến bây giờ con dâu cướp trắng tay thì coi như thế là con dâu ấy là con dâu có loại mất đức rồi. Ngày sau nó cũng có con dâu thế rồi, không biết là con dâu đối xử với nó như thế thì liệu liệu rằng nó có chịu được như bà Loan không, hay là còn cái ông Quyền ấy, ông ấy là đàn ông mà thông gia với bà Loan ấy, ông ấy cũng không đúng mực một tí nào cả. Cô là cô nói thì nó kể ra thì nó cũng hơi 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 khó nghe đấy, nó không không phải là bây giờ mình là người thân đàn ông thông gia với một người đàn bà hóa
Thế thì người ta có làm cho con mình như thế rồi thì ông ấy cũng phải là người tỉnh táo, về ông ấy biết con mẹ con bà làm cái sự việc sai trái như thế rồi thì ông ấy cũng phải can gắn mẹ con bà đi làm cái việc như thế là không được, vi Vâng. pháp mất đức. Thế nhưng mà ông Quyền ông cũng thuộc một cái dạng nham hiểm, cô Vâng. nghe qua rồi ông hiểu, ông Quyền như thế là ông thuộc dạng nham hiểm. Vâng. Thế nhưng còn cái đứa con dâu nhờ ông Quyền ấy, nó vợ chồng nó như thế là ở với gia đình nhà ông ấy thì chắc là nó cũng phải nhịn nhục thôi, chứ còn nếu như mà lo mà cứng đầu cứng cổ như cái con nịch ấy thì chắc là không ổn mới 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 nị cái ông Quyền đâu. Thế nhưng mà cô nói câu như thế thì chắc là ông Quyền có nghe tiếng thì cũng không bằng lòng đâu. Thế nhưng mà Vâng. có cái là bây giờ ông bà là ngoài gần 70 cả với nhau rồi, ông Quyền thì chắc hơn 70, bà Quyền năm nay 69 rồi, Vâng. bà Lực là bà La năm nay 69 rồi, tuổi tuổi bính thân đấy. Thế Vâng. nhưng mà làm gì bằng tiền bằng của, chết thì có mang đi được đâu mà thông gia hết tình. Thế bây giờ cả nước này ai cũng thông gia như bà Loan với bà Lịch, à, bà Lan như thế thì còn ai ở với ai nữa. Thế nên bà Lan ấy thì phải rút kinh nghiệm sống cho đạo làm người đi. Mà bà ấy có đi suốt ngày đi lễ Phật ấy thì bà ấy miệng la mô mà bụng thì một bồ rau găm, như thế là không được đâu. Mà Vâng. qua ông Kính là cô nói với bà tham gia với bà Loan như thế, bà Lan như thế thì Vâng. bà Lan là lên rút kinh nghiệm để sửa đạo đức con người đi, mà giáo dục con gái đi, chứ Vâng. đừng sống như thế thì mất hết đạo đức con người, xã Vâng. hội không ai người ta nhìn bằng nửa cái con mắt mà người ta khinh bỉ đấy, chứ tiền của thì chả làm gì đâu, tiền có nhưng mà tình không có thì sống không 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 ra cái gì đâu. Thì qua như thế là qua nhờ ông Kính của các cháu, cô cũng tham gia với vợ chồng ông Quyền bà Lan như thế, mà cháu Lịch là cũng như thế, chứ cô ở xa lắm, cô ở mãi Quý Lước cơ, chứ cô không ở gần vợ gần các cháu đâu. Cô nghe xem bà Loan bà ấy nên bà ấy nói chuyện như thế các cô cũng cảm thấy thương bà ấy lắm. Thế thôi thì cũng nhờ qua cộng đồng mạng của các cháu rồi nhờ các quyền giành lại quyền lợi cho bà ấy một tí, chứ đúng đấy là bà ấy mất mất tài sản trắng tay mà con dâu cướp của bà ấy như thế là không hợp pháp đâu. Thì thôi thế thì cũng giúp bà ấy, chứ bây giờ cứ để kéo dài thời gian ra thì khổ bà ấy là một, với hai nữa là thực tế ta thì chắc là nói theo về đúng bà này là cũng nghèo, cũng Vâng. không có tiền của lắm đâu mà giành lại phần thắng được ngay đâu các cháu ạ. Thế là Vâng. bà ấy cũng khổ đấy. Vâng. Thế rồi không cho nó kỹ lưỡng thì giải quyết cho bà ấy tí, chứ không cứ để cho bà ấy cứ như thế thì khổ thân bà ấy. Ông Quyền với bà Lan như thế đấy thì các cháu cứ đưa lên để cho ông Quyền bà Lan đấy có rút được cái kinh nghiệm mà trả lại quyền lợi cho bà Lan, bà Loan là một tí thì cho bà ấy đỡ khổ. Thế thôi cô chào cháu nha. Vâng, chào cảm ơn cô cũng chia sẻ thông tin cho cháu được biết. Vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, ta vừa nghe được biết đúng không ạ? Cô chú anh chị các bạn thấy video hay, có ý nghĩa trong cuộc sống xã hội. Cô chú anh chị các bạn ta bớt chút thời gian, nút like và đăng ký để mình nắm bắt được thông tin sớm nhất trên hàng ngày. Xin phép xuống video, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn ạ.